bộ mặt thật của những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Mạng xã hội Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến tỏ rõ sự bất bình, bức xúc trước việc các phần tử xấu, những kẻ cơ hội chính trị, bất mãn, vu cáo, xuyên tạc về cái gọi là Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Đáng chú ý, trên trang mạng Thời báo .de có bài viết Không chịu thực hiện hiến pháp, Việt Nam lùi xa về nhân quyền của tác giả với bút danh Hoàng Anh. Theo bài báo, tác giả dựa thông tin trên RFA tiếng Việt rằng trước đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã công bố Phúc trình Toàn cầu 2024 nói trong năm qua, chính quyền Việt Nam đã đè nén các quyền dân sự và chính trị cơ bản và trừng phạt nặng nề những ai dám thách thức vị thế độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục cấm thành lập Công đoàn Lao động Độc lập và các tổ chức nhân quyền, cũng như đặt các nhóm tôn giáo độc lập ra ngoài vòng pháp luật. Cùng với đó, họ còn dẫn lời Phil Robertson, phó giám đốc Văn ban Châu Á của cái gọi là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng Chính phủ Việt Nam có hai mặt về phân quyền, nói bất cứ điều gì họ nghĩ sẽ có lợi cho họ về mặt chính trị và công kích các nhà hoạt động ở Việt Nam hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vì đi ngược lại với sự tuyên truyền không thật của chế độ độc đảng ở Đông Nam Á. Phải khẳng định đây hoàn toàn là sự bịa đặt, vu cáo trắng trợn, bị ổi và chơ chẽn, nhai đi, nhai lại chiều bài cũ dích, đã lỗi thời của những kẻ như RFA tiếng Việt, VOA tiếng Việt, Thời báo .de, Việt Tân, Hoàng Anh, Ý Nhi, Trà My, Nguyễn Văn Đài, Đặng Đình Mạnh và kẻ đồng lõa Phil Robertson, phó giám đốc Văn ban Châu Á của cái gọi là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Trước tiên, xin đề cập cái gọi là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRWK là một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về và cổ vũ cho nhân quyền. Hàng năm, tổ chức này đưa ra cái gọi là báo cáo tình hình nhân quyền thế giới. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới luôn phản đối, có nhiều chỉ trích về những đánh giá có tính vu cáo, xuyên tạc cũng như quy kết của tổ chức này. Bởi lẽ, đa số các báo cáo cũng như những nhận xét đánh giá của HRWK về tình hình nhân quyền ở nước họ đều lấy thông tin từ các nhóm phần tử có tư tưởng chống đối. Những kẻ cơ hội chính trị, bất mãn chế độ, hầu hết đều xuyên tạc, vu cáo sai sự thật. Đồng thời, báo cáo của tổ chức này bị chỉ trích là chịu quá nhiều chi phối, thiên vị và ảnh hưởng từ chính phủ Hoa Kỳ. Báo cáo dựa hẳn vào ý thức hệ của chủ nghĩa tư bản, sử dụng thông tin chống lại nhiều nước, sai lệch hoàn toàn với thực tế khách quan ở nước sở tại mà tổ chức này muốn vu cáo, đặc biệt các nước có ý thức hệ trái với Mỹ. Có thể thấy rằng đối với Việt Nam, xuyên tạc nhân quyền Việt Nam là bản chất của HRWK. Ở Việt Nam, HRWK đã sử dụng thông tin từ cái gọi là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, đội lốt theo dõi nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là trái công ước quốc tế. Tổ chức HRWK đã thường xuyên can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế. Tuy nhiên, với những giọng lưỡi trăng cháo và trơ chẽn của họ, HRWK tự phong cho mình cái quyền quan tòa phán xét vấn đề quyền con người ở Việt Nam. Hàng năm, báo cáo của cái gọi là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền này đã sử dụng những thông tin sai lệch hoàn toàn, thiếu thiện chí từ cái gọi là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cung cấp. Đó là số đối tượng cực đoan, các nhóm phản động, thù địch, người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân người Việt ở trong nước có tư tưởng bất mãn, hằn học với chế độ, thậm chí cả những kẻ nợ máu với dân tộc. Những kẻ núp bóng dân chủ nhân quyền luôn giáp tâm nói xấu, công kích chế độ, chống lại đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam. Về cái gọi là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, theo đánh giá khách quan của các cơ quan chức năng Việt Nam, các nhà có chuyên môn sâu, các phóng viên và một số tờ báo theo dõi về tình hình nhân quyền, báo Công an Nhân dân cho rằng Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là tổ chức phản động lưu vong người Việt, chuyên núp dưới chiêu bài dân chủ nhân quyền, vu cáo, xuyên tạc, chống phá nhà nước Việt Nam. Trên thực tế, nhiều năm qua, những người đứng đầu Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền để chống phá trong nước. Với những người này, chỉ hoạt động bên Mỹ mà không có bất kỳ hoạt động nào trong nội địa, khiến cho những báo cáo của họ về tình hình Việt Nam không thể chính xác và khách quan. Chiêu thức lợi dụng dân chủ nhân quyền để chống phá trong nước đã bị lỗi thời, khi nhân dân Việt Nam ngày càng hiểu biết về kiến thức nhân quyền cũng như mục đích thực sự đằng sau những hành động của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Về các giải thưởng nhân quyền mà Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nhận được, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định những giải thưởng nhân quyền ấy không hề biểu lộ chút giá trị nào như tên gọi của chúng. Trong vài năm liền, hầu như năm nào những nhân vật này cũng được các tổ chức chống phá chính quyền Việt Nam trao thưởng.
Việc trao thưởng bị báo này nhận định là để kích động những phần tử vi phạm pháp luật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người dân thông qua các hoạt động chống phá nhà nước ngày càng liều lĩnh, chống chính quyền như con thiêu thân. Những giải thưởng này được trao theo kiểu xếp hàng đến lượt chứ không hề có tiêu chí rõ ràng trong xét duyệt. Từ năm thành lập 2002 đến nay, cái gọi là tổ chức này đã đề xuất trao cho hơn 60 cá nhân. Điều đáng quan tâm là những kẻ được tổ chức này vinh danh nhận giải thưởng cũng là những thành phần quen thuộc trong các hoạt động vi phạm pháp luật, chống phá đất nước, núp dưới danh nghĩa, tù nhân lương tâm, dân oan, tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị. Kẻ đã ra tù, kẻ thì đang bị giam giữ hoặc đang bị khởi tố xét xử. Đồng thời, một số tổ chức núp bóng dân chủ hoạt động chống phá đất nước cũng được vinh danh với giải thưởng này như Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Bán Nguyệt San Tự do Ngôn luận của khối 8406, Hội Anh em Dân chủ, Mạng lưới Blogger Việt Nam. Xin đơn cử năm 2023 cùng với báo cáo nhân quyền năm 2022-2023 thì ngày 18 tháng 11 năm 2023 vừa qua, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cũng đã công bố cái gọi là Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2023 để tôn vinh các đối tượng Trần Văn Bang, Yô Nhê và Lê Trọng Hùng, những kẻ rêu rao xuyên tạc rằng họ là những nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa đang bị giam cầm trong nhà tù Cộng sản. Theo thông tin được tổ chức này chia sẻ trên các trang mạng xã hội, trang web và được các trang mạng như đài RFA, VOA tiếng Việt chia sẻ thì Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã tổ chức trao giải tại thành phố Toronto, Canada với sự hợp tác của Ủy ban Hiểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội Toronto vào ngày 10 tháng 12 năm 2023 nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 75. Bản chất của cái gọi là Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2023 hay Báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2022-2023 cũng là chiêu trò đến hẹn lại lên của tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cũng như những tổ chức cá nhân vốn lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Việt Nam. Chiêu trò này tuy quá cũ nhưng nó vẫn như cú hích nhằm tìm kiếm nguồn tài chính hỗ trợ, đồng thời để cho các đối tượng trong nước bấu víu tiến hành các hoạt động chống phá đất nước. Theo các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, những báo cáo nhân quyền hàng năm của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã xuyên tạc tình hình nhân quyền dân chủ tự do ở Việt Nam. Nguồn tin được lấy một cách không khách quan khi những người được hỏi chỉ thuộc nhóm những người vi phạm pháp luật Việt Nam. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, những kẻ cầm đầu cái gọi là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam chuyên lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền, ngồi ở tận nước Mỹ xa nửa vòng trái đất lại dám mở miệng bẩm phán chuyện dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Do vậy, không có gì là ngạc nhiên về bản chất của cái gọi là báo cáo hàng năm của HRVK, báo cáo đầy tính mưu mô, xảo quyệt, vu cáo trắng trợn, xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình nhân quyền Việt Nam. Có thể nói, đây là hành vi bị ổi của những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng với những kẻ vừa bán nước vừa la làng. Và mục đích sâu xa của cái gọi là tổ chức trên là tạo cớ cho nước quan thầy của chúng can thiệp sâu vào công việc nội bộ của đất nước ta, một quốc gia có chủ quyền. Điều đáng trách và xấu xa hơn, kẻ la làng lại chính là người Việt Nam mình, chỉ vì đồng tiền dơ bẩn mà những kẻ không có liêm sỉ làm nô lệ cho kẻ thù, bán mình cho ngoại bang. Có thể nói, đây là hành vi cõng rắn cắn gà nhà của những kẻ phản bội lại chính dân tộc, tổ quốc mình.